Ok nhá, xin chào tất cả các bạn trở lại kênh của mình. Chúng ta cùng nhau quay trở về Counterside. Trước khi vào nội dung chính của video này, đừng quên là like, đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhá. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau quay trở về một update mới. Thì nó sẽ có một con thuyền trưởng mới, mình sẽ đi quay nó. Và bây giờ thì thường thường thuyền trưởng ít khi quay lắm, nhưng mà các bạn là tổ tư vấn bảo nên quay con này. Nó đa dụng cho cả PvE và PvP nên là mình đi quay. Thì bây giờ sẽ vào đây, ở chỗ tuyển dụng này. Mình xuống cái chỗ tuyển dụng của nhà điều người điều hành cái này. Đó, con là con ở đây có 3 con, một là con Siop, 2 là con Momo và 3 là con Judyin. Thì nói chung là mấy con này ấy, thì trong này là con mới nhất là con Siop là cái con mình sẽ quay video này. Còn hai con này ra trước rồi, mình như mình cũng siêu tật được rồi nên mình không quan tâm lắm. Đấy thì bây giờ với con Siop này đây việc vụ mình quay. Thực ra thì quay thì bảo hiểm 150 nên chắc chắn là mình sẽ quay ra được nó rồi. Chẳng qua là điều là quay ra được cái dòng phụ gì á. Nên là ra cũng hên xui chỗ đấy. Thì nếu mà quay được cái dòng phụ mà theo tổ tư vấn bảo thì với chế độ PvP thì mình ra được dòng giảm đam AOE sẽ được là cái dòng ok, hoặc không thì được cái dòng đam mặt đất cũng được. Còn với PvP thì nếu với PvE thì nếu mà ra được dòng tốc đánh thì tốt, không được crit đam. Đấy là những cái dòng mình sẽ ưu tiên, nếu mình sẽ vui mừng nếu ra những dòng đó. Còn nếu không ra được thì chấp nhận thôi nhé. Đấy là mình cũng không có đủ vé để quay được quá nhiều nên mình sẽ quay hên xui một chút xíu. Rồi tiến hành quay 10 vé đầu tiên này. Phát đầu tiên là chưa thấy nổ rồi, nhưng mà vì có đủ bảo hiểm nên chắc chắn sẽ kiếm được một con. Và nếu mà giả sử mình không được cái dòng đẹp như mình mong muốn vẫn chơi tạm nhé. Tại bây giờ mình vé có hạn thôi, mình không chắc sẽ đủ được. Cái thời gian banner nó còn tận 13 ngày 12 giờ, tức còn 2 tuần nữa mình quay ngày đầu tiên update. Nên thành ra là cũng có thể xoay được khoảng tầm 2 lần bảo hiểm nếu giả sử không ra dòng đẹp. Vẫn chưa nổ, quay tiếp đi. Nói chung rất áp lực cái vé xanh nhé. Vé đen thì dư rất nhiều, vé xanh áp lực lắm. Vẫn chưa được. Được cái là vé xanh mình có thể dùng, thực ra vé thì có thể dùng kim cương đổi được, mà kim cương mình cũng chả có nhiều. Thì sao chấp nhận vậy. Đấy phải có hy vọng đầu tiên này. Hy vọng nó nổ trúng cái con mình cần nhé. Và cái dòng đẹp luôn đỡ lăn tăn. Thôi lệch rồi, giải ơi. Con này không phải con mình cần, liệu có ra thêm con nữa không? Chắc là khó nhỉ. Thường chỉ nổ một con, ít khi nổ được đôi nhá. Thỉnh thoảng cũng được lần nổ đôi nhưng mà ít. Rồi, let's skip đi. À! Ôi nổ đôi thật à? Ôi vừa skip xong. Vừa bảo ít khi nổ đôi. Mình đang tuyệt vọng nó rơi ở gần cuối. Từ từ xem nó dòng gì nhá. Mình đang bỏ mẹ tưởng không nổ đôi. Ai ngờ nổ đôi thật. Ngon. Từ từ, chỗ quản lý. Mình sang nhà điều hành nhé. Mình xem con này ra dòng gì đây. Nếu mà nổ sớm vậy chắc được thêm lần bảo hiểm nữa. Bắt đầu ấy nhỉ. Từ từ xem chỗ nào nhé. Ở trên này ở dưới ta. Đây. Tăng Eva. Eva chưa nằm trong mục yêu cầu. Quay thêm phát nữa nhé. Tại nổ sớm chắc là đủ bảo hiểm đấy. 177 vẫn đủ phát bảo hiểm. Quả đấy tưởng không nổ đôi, đang ấn đến gần lúc ra nó rồi thì lại skip luôn. Thế ai ngờ ra đôi thật. Quay tiếp nhé. Vẫn đủ thêm một lần nữa. Lần này không ra nữa chắc phải lấy tạm một con mà dùng thôi. Thôi lấy tạm tí Eva tăng cái khả năng né tí cũng được. Bây giờ cũng chả biết làm sao. Còn để đòi nó ngon nghẻ cái thứ linh tinh thì khó lắm. Là cái trò nó may rủi, cái chỗ dòng chỉ số phụ nó may rủi lắm. Giờ kiếm hy vọng lần này sẽ bình tĩnh hơn sau khi mở nhé. Vì có thể sẽ lại nổ đôi tiếp. Tiếp tục nào. Nếu nổ đôi sớm tiếp ấy, không nếu chỉ cần ra nó sớm tiếp mà vẫn chưa dòng đẹp lại quay tiếp. Quan trọng điều là phải xem là sao ước lượng ra trong khoảng tầm 2 tuần ấy, phải gom được đủ vé để quay nó đủ bảo hiểm cho trường hợp xấu nhất. Cái này nổ tiếp được ấy mà ra dòng không đẹp thì có thể quay thêm lần nữa được. Quan trọng ra cái hộp không? Vẫn chưa ra. Nếu ra sớm sớm một tí thì mình có thể níu kéo thêm một lần nữa. Phát này nổi nè, thì kiếm 10-20 vé nó dễ. Còn kiếm mấy chục vé nó khó lắm. Vẫn chưa ra được, phát này căng rồi. À, phát này nổ à? Tưởng không ra mà sao lại nổ nhỉ? Nó không có hình cái hộp vẫn nổ à? Thì không để ý cái nhà điều hành lắm, tưởng không nổ vẫn nổ. Phát này có ra thêm phát nữa không nè? Phát này ấn bình tĩnh đến giây phút cuối cùng nhé. Phát này không vội vàng nữa, phát trước nổ đôi lên, phát này cứ bình tĩnh nữa. Đơn cũng được, đôi cũng được, miễn sao là đúng con mình cần nữa. Đây rồi, trời ơi. Có nên kỳ vọng ra là hai con này không ta? Ấn bình tĩnh tiếp nhé. Tự nhiên nãy nó nổ được. Tự nhiên lại nuôi hy vọng. Mặc dù xác suất rất là thấp. Bây giờ quan trọng ra dòng gì. Rồi bây giờ mình xem con này ra dòng gì đâu. Phải vào trong chỗ tướng để xem. Tại vì chỗ này hoàn toàn thể xoay được thêm một vòng nữa đấy. Và chỗ quản lý nhé. Mình xem ra dòng gì.
sang người điều hành này. Hit à? Bỏ mẹ, toàn Eva với Hit. Cho thêm vòng nữa đi. Tất nhiên phát này chưa chắc mình đủ bảo hiểm đâu, nhưng mà có xác suất xoay được vì còn tận 2 tuần. Quay ở đây, quay tiếp con này nhé. Ý là nó nổ vậy từ tôi sớm đấy. Thường mấy con này chịu khó sao nâng level 8 cơ, nhưng mà thôi cứ từ từ. Mình chơi vui vui, mình siêu tầm trước, xong rồi lên level 8 sau. Giờ đang cố kiếm cái dòng phụ thôi. Chờ xấu nhất mà không quay ra được nữa thì đành hỏi tư vấn xem mình lấy Eva hay lấy Hit, hay lấy cái nào cũng được. Còn trước mắt cứ đi quay cố đã. Ta cái này tính sử dụng nó có vẻ cao ấy, thì muốn cố cho nó ra đẹp đẹp luôn rồi nâng thế. Mình ngại nâng cái con chưa đẹp rồi sau mất công nâng đi nâng lại nó khổ ấy. Còn trời đen quá phải nâng tạm mà chơi thôi. Tại vì bên cạnh nhà điều hành mình vẫn còn tướng, còn đồ, thứ tinh tinh ấy. Nó sẽ đỡ đần cho mình chút xíu được, nên là vẫn hy vọng một chút xíu. Ý là hôm nay nổ không bị lệch hai phát liền là tốt rồi. Nên là chỉ do phát này nổ lệch thôi. Tại hai phát trước nó dính rồi. Nói chung hôm nay gacha là hơi bất ngờ nhé. Không có nhiều phát cửa không nổ được, vẫn nổ được. Và sau khi gacha xong tuần sau ra tướng là chịu chết đấy, là hết vé đấy. Mình dồn hết vào cái nhà điều hành rồi. Tất nhiên có thể chờ tướng comeback, chờ nhà điều hành comeback cũng được. Nhưng mà muốn lấy sớm sớm đi. Chờ tươm tất một chút xíu đi. Tiếp tục phát này xem có nổ trúng không nào. Phát này trúng tiếp thì quá là may mắn rồi đấy. Tất nhiên là cái dòng phụ chưa may mắn lắm, nhưng mà nếu thôi phát này có gì. À con này R chưa lo. Tưởng R thì R thì chưa lo. Con này SR thôi, à R thôi. Lại Vivian là đậu phộng nó. Con này lệch rồi. Mà chờ bình tĩnh xem có được thêm con nữa không. Cô ra cả Sigma vãi trưởng. Nổ lại nổ đôi tiếp. Nhưng mà chắc không nổ đôi tiếp. Ôi ba con. Vãi rồi, hôm nay nhìn sót con này. Mình nổ phát ba con. Thế tất nhiên là mấy con này không phải con mình đang cần. Nhưng mà nổ ba con liền. Nhưng mình quay hôm nay quay đỏ ấy nhỉ. Thế quay nốt 50 vé. À ừ đúng rồi, mình đã ra tướng đâu, quay tiếp chứ vẫn còn bảo hiểm mà, quay tiếp. Hôm quả đấy nổ phát ba con. Ảo vãi trưởng lâu lắm không quay nhà điều hành số đỏ nhỉ. Bây giờ nổ thêm phát nữa ra trúng con nữa nè. Thì hôm nay viên phát hôm nay quay quá nhiều con rồi đấy. Mà dù nó vẫn chưa ưng cái dòng phụ nhưng mà quá nhiều luôn đấy. Một phát mà được ba con thuyền trưởng liền mới sợ chứ. Mà thật ra được nhiều không có dùng hết đâu mà. Nó chỉ cố nâng một hai con thôi. Phát này phát thứ 100 này, nổ đi. Vẫn chưa nổ. Sắp hết vé rồi đấy. Phải cho là làm tròn là 30 lần nữa. Vẫn chưa nổ. Nó bào mình những vé cuối cùng rồi. Nhưng mà nãy giờ may quá rồi nên cũng chấp nhận được. Đáng tí sang phần tích điểm sẽ có đổi thêm được con nữa không, dùng tích điểm đổi nữa. Vẫn chưa ra. Phát này chắc hy sinh tí kim cương cho tròn phát x10 đi. Sẽ có níu được không? Đây 7 vé này. À đi ra chỗ này xem mua thêm sang bên cửa hàng nữa. Cái này xác suất kiếm thêm vài vé đấy. Nếu mà hên tí hôm nay có vẻ hơi xui. Còn mấy lần là mới 4 lần nữa. Cái này thực ra cái này một đều nhé. Tại vì 300 thì quay bằng kim cương cũng là 300. Cái này cũng chả ngon mấy. Kiếm cái vé rẻ hơn chứ. Chứ còn rẻ vé đấy thì một đều. Vé đấy thì coi như không mua cũng được. Còn hai lần nữa. Một con này đen nhỉ, hôm nay không kiếm được cái vé nào chỗ này. Hôm nay ngày hơi đỏ banner thì hơi xui cái này. À nhưng mà còn chỗ nữa. Xuống cái chỗ, mấy cái chỗ dưới cái shop hình như có cái shop nó sẽ có đấy. Đây, shop này được thêm 5 cuốn này. Là đủ phát x10 nữa. Quay tiếp nha. Gần bảo hiểm ấy đấy. Nổ đi nào, cho chốt luôn đi video nào. Ồ, vẫn chưa nổ, vẫn phải kiếm thêm vé. Giờ thì còn dư có 2 vé thì hơi khó rồi. Chỗ này meo có được cái vé nào không? Không được. Giờ thì ra xem có được hồi cái vé nào trong chỗ thành tiêu không. Chỗ thành tích lại chưa đạt đủ mức để lấy vé. Tuyển dụng 9.500 lần mới được cái 9.300 được 7 vé. Chưa được rồi. Giờ còn chỗ nào vé được vé không nhỉ? Vé thì gần như mình hết rồi. Nếu dùng kim cương quay chỗ này thì chắc chưa đủ. Một lần là bao nhiêu kim cương thì quên rồi. 150 à?
tiền chỗ này chưa đủ rồi. Này cho 300 kim cương nữa. 300, à vậy được 1.500, được là đích 10 đấy. Phải quay cố nhỉ. Nó bắt quay vé riêng, kim cương riêng rồi. Thế rồi nốt tài sản và quay nốt phát cuối đi. Để mình muốn chốt video sớm ấy mà. Nhận nốt kim cương này xong quay phát cuối đi. Dính được thì tốt, không được thì thôi nhé. Quay về lẻ 3 thì khó. Ô, lẻ 3 tao bảo khó thì lại nổ này. Cái này nổ thật này. Ôi, có khi nào trúng không ta? Trúng thì đỡ dùng kim cương. Ôi, thì lệch bá rồi. Sẽ có được thêm phát nữa mà. Quan trọng là nãy giờ mình ra đôi ra 3 rất nhiều ấy. Nên mình cũng phải nuôi hy vọng, tham vọng chút xíu thì có ra được nhiều nữa không. Biết đâu ăn may thì ra nhiều. Lại được 3 con, vẫn có thể dính tiếp. 1.600 quay tiếp nhá. Sắp ăn đến bảo hiểm rồi. Hy sinh nốt kim cương nữa. Phát này không ra rồi, có lẽ mình sẽ dùng tí xu để mình mua một cái gói ấy nhá. Mua một cái gói hồi kim cương nữa. Tại vì ở đây hiện tại xu mình cũng nhiều, ví dụ như là bây giờ cái thẻ tháng mới ở đây mất có mấy. Mất có... Mua theo kiểu giá rẻ mất 2.100, dư 3.000 cơ mà. Thì quay sang đây mua cái gói nhỏ nhỏ. Cái gói nào nó phù hợp thì mua. Thấy cái gói này hơi đắt nhỉ, 4.300 hơi chát. Được nhiều kim cương rồi hơi chát, nhiều vé phết đấy. Có gói nào rẻ hơn không? Gói này đắt hơn nữa. Có gói nào rẻ nữa, hết gói rẻ hơn không? Gói khởi đầu ở đây thì cũng hơi chát. Những cái gói nào mà tiêu lực nó hồi kim cương ở chỗ nào thì quên xứ ở chỗ nào. Đây gói cam kết hoạt động này. Gói này nó hồi cho mình được khoảng tầm 99 là được 18 ở chỗ này được đấy. Cái này nó tính theo cái lượng vàng vĩnh cửu tiêu mà đang sẵn nhiều vàng vĩnh cửu, mua gói này nhé. Mất 1.900. Ý là hồi cho mình đầu tiên là 1.900 rồi, quay luôn đi. Hôm nay máu quay. Quay luôn chốt video ấy mà để video dài quá rồi. Ok nó quay phát này. À nó bắt à, nó cho 7 lần nữa là tròn 10 à. Mình tưởng nó cho phát đấy luôn thôi sao. Sao không cho mình quay phát x10, cho mình quay có 7 lần này. Chắc cho tròn đấy. Thôi kệ cứ quay đi, xác định ăn bảo hiểm mà. Ăn nốt con cuối xem có nuốt trôi được nó. Lại nổ tiếp rồi. Thế phát này ra có gì đâu. Bình tĩnh nào. Vẫn còn nuôi hy vọng, ít nhất là có vài con làm vốn rồi. Chẳng qua là điều là cũng muốn kiếm thêm một chút xíu. Muốn kiếm cái dòng phụ thôi. Nhưng mà dòng phụ không ra nữa thì chát quá thì thôi. Đây ra rồi này. Ok như vậy là đỡ được 10 vé nhé. Thôi giờ không đủ sức để roll lên vòng nữa rồi. Giữ kim cương đâu. Giờ quay xem cái dòng phụ là dòng gì. Nhà điều hành này. Con mới ở trên thì ở dưới nhỉ. SPD à, đậu phộng đó. Nhìn cứ tưởng tốc. Như vậy là vẫn chưa ưng lắm nhỉ. Chứ là những cái dòng mà tổ tư vấn bảo thì có vẻ chưa có. Nhưng mà tuy nhiên mình sẽ quay lên cửa hàng xem có mua cố được con nhà điều hành không. Như có bán nhà điều hành không biết có tính con này không. Không biết là chỗ bên nào, quên xứ chỗ nào, có giao diện quên rồi. Đây người điều hành ấy. Nó cho đổi không nhỉ? À đây cho đổi này. Hy sinh nhé. Mỗi tuần nó chỉ cho mình đổi một con à. Vậy thì cứ mỗi tuần cố đổi một con đi. Biết đâu nhây nhây xem ra là đúng có đẹp không thì lấy. Bây giờ quay xem có đẹp chưa nhé. Được thêm một con nữa. Đấy là dòng gì nhỉ? Đậu phộng dòng gì đấy? Giảm đan trên không ở mình cần mặt đất cơ. Ok như vậy thì con này hiện tại mình vẫn sẽ chưa nâng vội nhé. Các bạn thấy mỗi tuần đổi được một. Mà bây giờ mình có mười mấy nghìn điểm cơ mà. Mười mấy nghìn điểm nhỉ? Nhìn lại phát xem nào. Mình chờ vài phát nữa không được thì mới chốt. Chỗ này mình vẫn còn 11k điểm mà mỗi con là 3.000 nữa. Gọi làm tròn là 12 đi. Đấy là 3, 4 được thêm 4 con nữa. Cứ để 4 tuần nữa thì xem thế nào tính tiếp đúng không. Tội gì đấy sớm làm gì. Sao mình nâng luôn con mạnh luôn là đẹp. Chứ bây giờ ấy cố thì hơi khó. Còn hiện tại trong mấy con mình dùng ở đây thì thực sự là vẫn chưa có con đúng như dự kiến lắm. Nhưng mà thôi, mình nghĩ là hôm nay quay vậy là cũng khá là nhiều rồi. Giờ mình quay đây tính ra là 1, 2, 3, 4, 4 con thì còn gì nữa. Đúng không nhỉ, có sót con nào không? Chắc không sót đâu, đang quay trên này 4. Đã biết là 4 hay 5 nãy giờ quay ra khá nhiều. Nói chung hôm nay quay ra rất nhiều thuyền trưởng nhé. Trong đó có 4 con thì trong đó có 4 con là 4 dòng khác nhau. Một con là dòng chân không, một con là FPD. Một con là cái gì nhỉ? Là Eva, con là Hit đúng không? Bây giờ thì không biết là con nào ngon hơn con nào. Nhưng mà đại khái là quay được mấy con đấy.
Rồi ok nhá, sau khi thảo luận chút với tổ tư vấn thì mọi người bảo cứ giữ lại đi đã để làm phôi cho về sau. Và cứ cố gắng lầy lầy bao giờ tìm được đúng dòng xịn để dùng. Như vậy chỉ xoay quanh một số cái dòng liên quan đến grid dam này, hoặc là giảm dam AOE, giảm dam mặt đất, hoặc là tốc đánh. Đây là 4 cái dòng ưu tiên. Bây giờ đằng nào cái túi tướng đang túi tiền trưởng nó bị đầy 379 hay 340. Thì thôi mình xem cái nào đúng cái dòng đấy thì mình dùng chơi chơi tí. Ví dụ như ở đây mình có con Jung Da In. Nó đang có sẵn một cái dòng hình xe tăng ở đây, dòng giảm ở đây trừ cái đam mặt đất này thì có thể mình sẽ thăng cái này lên chút xíu nhé. Đó là đi chuyển kỹ năng một chút xíu, mình vứt một số cái con khác vào nhưng sẽ trừ mấy con mạnh ra, dùng mấy con cùi bắp, mấy con cùi bắp thì tỷ lệ thành công thấp hơn nhé, nhưng mà thôi cứ dùng một tí để cho nâng bớt đi tí rồi rộng chỗ đó, tại vì đây mà thấy tỷ lệ thành công có 8% nó khá là thấp, còn mấy con xịn kia để giữ lại về sau mình nâng có cái con mới kia sau. Ở đây mình vừa dung hợp vừa cầu may cũng như ô lên thật này à, đâu à, không thành công, giật mình cứ tưởng lên được. Cái này chắc là đổi ra từ bé lên cao nhỉ. Này bộ lọc là cấp độ à? Độ hiếm đi. À, theo thời gian nhận được thôi, theo độ hiếm đi. Đấy, lấy độ hiếm thấp trước. Cái này mình ấy bớt để giải phóng túi đồ tí, biết đâu ăn hên lên được thì hên. Còn đa số thì dùng cái con phẩm chất cao với xác suất thành công với cao, đánh cái này xác suất hụt cao lắm. Nhưng tại vì không có nhiều cái con này mình cứ lấy tạm bớt đi tí. Nó khá tốn cái ấy nhá, khá tốn cái quyển sách ấy nhá. Quyển sách thông tin này. Thôi ấy chơi chơi tí xem biết đâu ăn hên được không. 8% hơi thấp đấy. Rùa lên một cấp thì ngầu, không thì thôi để level 5 cũng được. Thấy bản đang dị đầy túi đồ quá. Lẽ phải kiếm còn phẩm cao hơn. Phẩm càng cao thì nó càng tốt, con nào SR không nhỉ? Ví dụ đây từ con R cùi nhất đến con này phẩm cao hơn chút xíu, lên được 15% này. 15% thì cao hơn chút xíu nhưng mà xác suất vẫn hụt cao. Sẽ có nâng cấp lên dòng không? À đây được rồi này, lên level 6 này. Từ từ mình xem còn nào khác không, thì ưu tiên những con level đang thấp trước lên level cao dần đấy. Xem những con thủy trưởng nhé, con VN này xưa mình nâng bừa thôi, con này nâng đúng cái dòng này cũng không lợi lắm, cái dòng dam chân công không lợi lắm. Rồi xem con nào, con Grill đang dòng gì nhỉ? Grid dam red thì tạm tạm. Có Kim Hana đang có tốc đánh này. À quên, đang ứng rồi, đang có AFPD. Nâng con này lên. Con này đang level 3, dùng mấy con phẩm kém trước đi. Nó rùa lên được thì sướng, không lên được thì thôi. Nó phải kiếm được con cùng dòng với nó nhé, mà phẩm càng cao thì thành công càng lớn. Để giải phóng bớt cho rộng túi đã. Thực ra một con Kim Hana là một những con mình dùng nhiều nhất. Vẫn chưa thành công. Mấy con xịn xịn phẩm cao, đây phải lên level 4 này. Cái con phẩm cao xịn là mình sẽ để dành cho đợt cái con mới nhé. Nên mình không dùng con đấy đâu. Đó, từ đầu sẽ lọc cho mình cái con nào cùng hệ nhé. Tại mình có nhiều con tướng hơn nhưng mà nó đây những con cùng hệ thôi. Và ưu tiên những con nào hay dùng cho nâng trước. Vẫn chưa lên được, bắt đầu lên phẩm cao hơn chút xíu, lên 15% này. Vẫn chưa thành công này. Bây giờ mình thử một con phẩm cao xem ra bao nhiêu phần trăm nhé. À không phù hợp à. À rồi con này khác, một con là tốc đánh, một con khác không. Còn con này lên được là 75, con này đã 75 thì hình như là con xịn, hình như là 100% ra. Mình chưa bao giờ dùng con xịn nâng cả. Nhưng mà hình như là 100% con xịn. Thôi, dùng tiếp con này thôi. 15%, lên cho mình level 5 rồi đẹp. Vẫn chưa lên được. Đây, thôi dừng level 5 đi, vì sao cả mỗi con này chắc chả lên được đâu. Tiếp tục sang tiếp con khác nhé, xem con nào tiếp nào. Con này của mình là dòng gì? Hit thì hơi phèn nhé, hit thì để chờ sau đi. Này, FPD cũng không ngon lắm. Con này nãy vừa lên level 6 rồi. Này tăng grid dam, con này cũng ngon này. Grid dam nữa là ngon đúng. Nâng cố con này đi. Thì dòng Kim Hana của mình được hai con có dòng tương đối ổn. Nhưng mà đang nó đang level mấy? Level 4 à? 4 lên 5 thì hơi khoai đấy. Cho mấy con 15% đi. Nó hao cái sách thông tin nhiều phết nhé. Lâu lâu nâng tí thôi, bình thường ít khi mình nâng lắm. Vẫn không chịu lên. Rồi ok, lên level 5, cứ dừng ở mức level 5 đã. Mình thấy level 5 lên 6 tốn lắm. Trừ khi có con xịn nhé, không có con xịn thì tốn lắm. Con này dòng gì nhỉ? Cũng crit dam này. Con này đang level 1 à? Nó level 4 rồi. Cũng lại thử nâng lên tiếp nào. Cứ con nào có mấy cái dòng hay dùng thì mình nâng lên nhé.
Lâu lâu sửa một tí cho rộng chỗ luôn. Đây là level 5, cái này hên phết nhỉ. Ấn phát lên level 5, hai phát nhỉ. Tiếp tục dịch xuống tiếp nào. Cái này dòng gì ấy nhỉ? Eva tôi bỏ qua nhé. Này hit à? Hit thì thôi. Tiếc nhất là con Siop này chưa được có dòng nào lên hồn nhỉ. Con này dòng gì đấy? Grid Dam Red có nên đâng tí không nhỉ? Cho nhẹ đi, đang level thấp quá. Coi như giải tỏa con thấp thấp đi tí nữa. Mấy level đầu xác suất thành công nó cũng cao. Mặc dù chỉ có 8% thôi nhưng mà xác suất nó vẫn lớn. Đây level 2 này. Nhiều con mình cũng chả dùng đâu mà cứ nâng cho vui ấy. Kiểu chơi lâu tài nguyên cũng nhiều ấy. Vẫn không lên. Vô duyên đấy nhỉ. Đây lên level 3. Thôi để tạo level 3 đi, mấy con này giữ lại phòng hờ tí. Các bạn bây giờ mình chưa biết có Siop tương lai mình ra cái dòng gì ấy. Giữ mấy con phẩm từ tím trở lên để do mình nâng đấy. Giữ được 4 con phẩm cam rồi. Với lại mấy con phẩm tím cho an toàn. Nói chung Kim Hana thì con này có thể vứt đi làm phôi cũng được. Tại vì thực ra mình thấy mấy con xịn nhất là có hết rồi. Con này có thể mở khóa làm phôi cũng được. Để mình nâng con kia. À nhưng mà cái dòng này dòng hit thì có dùng được đéo đâu. Thôi cứ khóa tạm đấy. Nó không đồng bộ dòng với con khác ấy. Ôi, con này có dòng giảm đam mặt đất tiếp à. Khóa cái này đi. Nâng con này chút xíu đi. Chả biết tương lai có dùng không, cứ nâng một tí. Rồi, nâng những cái dòng phụ mình sẽ hay dùng, chỉ có 4 dòng hay dùng thôi. Còn mấy dòng khác mình dùng thì cũng được, nhưng mà nó không hiệu quả lắm ấy. Còn nâng lên còn nhiều con thuyền trưởng là xác định là đôi khi cũng không dùng tới đâu. Mà thôi tiện cứ nâng lên chút. Mấy level đầu thì nó cũng nhẹ nhàng. Đen nhỉ, đúng là nâng mấy con phẩm thấp nó rủi ro cao quá. Phẩm cao ấn nó vẫn nhanh hơn. Đợt tới còn Siop chắc mình dùng một số con phẩm thấp cho khoảng 3-4 level đầu. Mấy level cuối bắt đầu mới dùng cái con phẩm cao thì dí phát lên cho nó nhanh. Chứ không dùng phẩm cao sớm quá thì nó cũng khổ. Tại mấy level đầu thấy xác suất thành công nó vẫn cao lắm. Mặc dù nãy giờ ấn không thành công chút nào. À mấy con này hủy đi được cái gì nhỉ? Mình quên không để ý mấy con này hủy đi được cái gì thì xem lại đi. Nếu bây giờ mình hủy mấy con cùi cùi đi, ví dụ cho thùng rác. Ví dụ con này được cái gì? Được mấy cái chip kìa. Không chip thì không bỏ, mình tưởng được cái nguyên liệu đổi thì lấy nguyên liệu đổi chứ không thôi. Mình tưởng là nguyên liệu đổi thì ngon hơn. Lấy nguyên liệu vì mình nick mình chơi lâu ấy. Thì mấy cái nguyên liệu đổi mới là cái thứ mình cần chứ còn cái kia thì thôi. Mình chơi hên xui này chút xíu thì cũng được. Này cấp cao à? À cái này xưa mình đâng chơi tí rồi gọn chỗ là vẫn không cần thiết lắm. Có sao đen đấy nhỉ? Nhất định không chịu lên. Bảo sao phải quay những con phẩm cao lên cho dễ. 15% phải may rủi quá. Không được nổi một level. Được level 2 thôi, chơi vậy thôi. Xem còn con nào khác đẹp đẹp không, giải phóng bớt. Bây giờ còn 308 là rộng túi đấy. Thôi để dành đi, biết đâu về sau cần đến. Còn những cái dòng đẹp đây, à được, cái con này có dòng tốc đánh này. Thôi để sau nhé, mới có để sau nhé. Để dành tí xem, quan trọng ưu tiên nhất là con Siop. Với con kia ít dùng, quan trọng nhất là mình đã có con Kim Hana. Con Kim Hana mình có tốc đánh với lại Grid Dam rồi, nó cũng tương đối rồi. Giảm đam mặt đất thì mình có con chung đa in rồi. Mới có đấy, nói chung là cũng tương đối rồi nên là thôi cũng không vấn đề, không vội lắm. Để coi như giải phóng đi rộng rộng một chút xíu được rồi. Thế hiện tại mình vẫn chưa nâng mấy con này nhé, mình sẽ chờ thêm nhé. Nhưng mà xem qua tí con này có khả năng gì nè. Tại vì ra mọi người bảo mạnh mình đã đọc đâu. Thì bây giờ con này ở đây khả năng là sao? Khôi phục ngay lập tức. Là chi phí cái gì? Chi phí triển khai và ban cường hóa đam tương thích cộng 15% cho tất cả đồng minh triển khai trong 10 giây. Hiệu ứng này không thể hủy bỏ.
Cái này như là cái bản nâng cấp của con Kim Hana thì phải. Nó ngày xưa Kim Hana nó ban, cái này ban được nhiều hơn rồi. Nhưng mà sao viết cả Anh cả Việt thế này mình chả hiểu lắm. Nói chung là khá là khôi phục số cót ấy. Rồi ok, biết sơ sơ tí nhá. Bây giờ thực ra cái tuần này thì cũng muốn cho nó vào trong đấu trường thể hiện một chút xíu, nhưng mà tuy nhiên là team tư vấn bảo tuần này thì con này không hợp lắm, do bị thả con Rosalia vào nó không hợp lắm. Nhưng mà thôi, mình cứ vứt một trận để mình tổng kết cái này thôi. Chứ còn bây giờ ấy cũng khó. À bây giờ đi giải phóng bớt cái lực đó, nhiều lực quá. Sang bên ủy thác xả bớt đi cho rộng. Thiệt đường tiêu như hồi thêm ít kim cương nữa sao. Để lấy kim cương tiêu xài chút xíu hết sạch kim cương. Cố nó quá hết kim cương. Thực ra nếu mình xoay kịp vé là mình vẫn quay tiếp đấy. Nhưng mà chắc không được, chắc là đi chờ đổi tích điểm thôi. Bây giờ bảo quay kịp nó chắc hơi khó. Nó làm trận đấu trường cho vui vui tí rồi kết thúc video thôi. Nói chung là về mặt quay tướng thì khá thành công, nhưng mà về mặt chất lượng thì chưa được cái dòng phụ. Đi quay sang bên cửa hàng có báo gì nhỉ? Nãy mình mua gói chỗ nào nhỉ? Lại quên chỗ nào? Là khi mình tiêu thêm mức này thì thêm à? Cứ 100.000 là được thêm một mốc à? Vậy chưa đủ đúng không? Nên tích lũy ở đây là có 26.000 nữa. Không sao, vì thời gian rất là dài. Nói chung kiểu gì sẽ nhận được hết chỗ kim cương rồi thôi, cũng được khá nhiều đấy. Ở đây đứa này được hoàn thành cái mốc đầu tiên thêm 450 này. Tôi cứ nhận đi đã. Để giúp mình có kim cương mình tiêu một chút xíu, còn không ảnh hưởng việc thẻ counter của mình. Thẻ counter thì mình cứ thong thả thôi. Nhận hết quà này. Con này cứ chờ đến level 15 rồi mình mua cho rẻ. Con này thì sẽ quay video sau. Bây giờ quay đấu trường chút xíu nhé. Một tuần này không thuận dùng nó thì mình cứ lấy bừa một con cùi cùi của mình vứt vào cho nó trọn vẹn video nhé. Thì ở đây trong cái này mình sẽ vào trong trận đấu xếp hạng. Chắc đánh một trận thôi mình nghĩ sẽ thua, nên là sẽ không kỳ vọng nhiều. Đầu tiên là con thuyền trưởng dùng con mới này. Con mới được biết nên dùng con nào nhỉ? Con này nó không có dòng nào đẹp cả. Thôi mình lấy cái dòng tốc nhé. Dù mình không biết dùng tốc làm tích sự gì không. Con này sẽ có là một con đấu sĩ, một con dạng kiểu lính tấn công, phòng vệ với hỗ trợ. Lính tấn công đây mình có con Loli đây rồi. Lính phòng vệ ở đây hiện tại thì phòng vệ có, à đây có đây rồi, Hildy rồi. Lính búp máu rồi, ok thì được đấy. Dùng tạm chơi chơi nhé, nhưng mà sẽ không kỳ vọng nhiều nhé. Tại vì tuần này nghĩ là sẽ không có hy vọng đâu. Giờ sau mình kiểm tra đồ đạc một chút xíu. Mọi thứ mình dùng bừa thôi. Con này lấy cái set HP về đi. Bên này dùng HP tiếp này. Con này dùng hồi chiêu. Con bên này thì thôi cũng cho hồi chiêu nốt đi. Này HP đẹp rồi. Thật ra cái này mình tẩy chưa xong mình để tạm vậy. Con này dùng hồi chiêu nốt. Con này cũng hồi chiêu. Nhưng đa số thì dùng hồi chiêu thôi. Con này dùng tốc đánh. Thôi thì chơi chơi nhá, tuần này không hợp với nó lắm nhưng mà cứ chơi nhé. Vứt chơi chơi chút xíu. Chủ yếu cho mọi người xem gacha thôi. Mình thì mình không hiểu cách chơi game này, được cái là đội hỗ trợ người ta cũng nhiệt tình ấy. Tức là con nào cần lấy mình cứ bảo mình lấy. Còn lấy về sau ứng dụng làm sao mình không biết, nhưng mà về sau mình sẽ sử dụng sau. Thì cứ lấy nó về trước rồi mình cố gắng là giờ được cái dòng đẹp thì mình khoe sau. Có thể rất nhiều tháng nữa mới được dòng đẹp. Tại rất là lầy, con này rất là lầy. Chẳng qua con này mọi người được cái tổ tư vấn khen là mạnh trong cả PvE, PvP. Nên là mình cố gắng mình lấy. Chứ là nếu chỉ mạnh mỗi một chế độ không thì chắc cũng không cố lắm. Tại đa số thuyền trưởng chỉ lấy bừa con về mình chơi thôi. Còn dòng phụ thì không có đi căn. Nhưng đây con trường hợp đầu tiên là mình đi căn dòng phụ. Rồi đầu tiên cho Loli xuống trước nhỉ. Chờ đối phương có ra đòn luôn. Cũng chả mấy khi đánh chế độ rồi đâu. Để bận nó toàn treo cho hết lượt cho xong nhiệm vụ ngày đó. Rồi cho tiếp Hugh đi xuống cùng này. Búp máu thì chờ CTA thôi. Tại con Laura chưa lên kịp. Bên kia thả có gì nhỉ? Bên kia là Jack à? CTA xuống rồi. Chuẩn bị cho Rosaria xuống nhỉ? Tuần này nó nhả Rosaria, chắc là ưu tiên nó xuống tí nữa.
mình đang chơi hai con bay trên không là Rosalia với lại Seoyun. Đấy mình đang để bừa thôi, mình không hỏi tư vấn thì tuần này mình tự đánh thôi. Tuần nào cần thắng mới hỏi tổ tư vấn, còn mấy tuần này chơi bừa bừa. Mà rank mình cũng thấp, mình chơi bừa bừa đánh cho xong chuyện thôi. Đấy, thả ra mình con Zora với con Karin là hai con rất thích chơi. Nhưng mà nó hay bị cấm. Nên tuần này nó thả ra tranh thủ dùng. Chờ nốt Karin xuống đi. Để thấy Hildy còn trâu lắm. Karin Rong xuống nào. Cái rủi ro của việc thả nhiều thức tỉnh là có thể không kịp hồi cót nhé. Em tanh này là em mình lỡ đi làm đồ nó thì mình dùng thôi, chứ ra bình chất mình chả thấy ai khen nó dùng cả. Không thấy người ta khen nó nhiều. Hay đi cái kiểu đi đặt mìn. Loli xuống tiếp đi, áp sát tàu địch rồi. Vì tụt xuống tận hạng kim cương 5 rồi. Tụt sâu quá nhỉ, các bạn lười đánh thôi, chăm chỉ đánh tí cũng lên rồi đấy. Lên cao thì yếu, chứ tầm rank thấp thì cũng mạnh lắm. Chẳng qua mình chả đánh, đánh một trận nữa xong nhiệm vụ hàng ngày đó. Nói chung là hôm nay mình cũng cho tí tuyển dụng nhà điều hành thôi, nhưng mà nói chung thì... Nói chung là hôm nay mình nghĩ là ngày mình gacha cũng tương đối đỏ, ra nhiều con, chỉ xui cái dòng phụ nhưng mà ra nhiều con mình thấy vậy cũng sướng rồi. Và thôi thì còn chuyện còn lại thì mình lại để dành cho vận may ở trong cái chỗ cửa hàng thôi. Với việc đổi tích điểm thôi, chứ còn chỗ khác mình sẽ không cố quay nữa vì hết kim cương rồi. Đấy thì mình sẽ cố gắng chờ cái này mỗi tuần reset để mua một con. Thế khi nào ra con đẹp thì thôi. Thì thôi cái tuần gacha thứ bù thêm điểm, tích điểm bù nhau thì chắc lanh quanh thì cũng sẽ kiếm ít nhất được thêm khoảng từ 2 đến 3 con nữa. Thì hy vọng sẽ ra dòng đẹp cho mình nhé. Còn vẫn nhấn mạnh các bạn một số cái dòng cho một số bạn newbie thôi. Còn những thằng mà bạn chơi lâu rồi thì chắc là chả cần tư vấn, họ giỏi hơn mình. Còn đây mình theo lời tư vấn của tổ tư vấn, một số dòng ưu tiên sẽ là dòng crit dam. Tăng crit dam này, dòng thứ hai là dòng tăng AFPD. Đây những cái dòng này ưu tiên. Đây bộ ưu tiên đầu tiên là hai dòng đấy. Còn hai dòng khác ưu tiên nữa ở đây đó là cái dòng giảm đam AOE và cái dòng trừ đam của đơn vị mặt đất. Đấy là bốn cái dòng đấy, bốn dòng ưu tiên. Và nếu bạn ra được thì bạn nên giữ. Còn những cái dòng khác thực ra là không có thì bí quá phải chơi thôi. Nhưng mà nếu ra được mấy dòng đấy thì ưu tiên hơn nhé. Và thôi video mình sẽ kết thúc ở đây. Bạn nào thấy video thú vị cho bạn thì đừng quên là like, đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhé. Và thôi bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Xin chào các bạn nhé. Xin chào nhé.